Yo soy Yoshi. Ok. Yokosho. Hello tất cả các anh em. Hello. Là đầu tiên cho Kuro Muna đó chính là cảm ơn các anh em nhiều nè vì đã đến buổi livestream ngày hôm nay của Kuro nha. Hello tất cả các anh em nha. Ohayo. Ủa lộn. Chúng ta phải nói lần là Konbanwa. Tất nhiên là cho Kuro được xin được gửi lời cảm ơn luôn các bạn The Criminal nè. Cho Kuro cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn các bạn Hở nè. Còn có các bạn Recast nè. Ngoài ra còn có cả các bạn Kahan nè. Còn có cả các bạn hình như là Kuro còn chưa chào ai nữa nè. À bạn TN Gaming nữa nè. Bạn 1F42 nữa nè. Bạn Saiton Genovius nè. Cho Kuro cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn các bạn Phú Nguyễn nha. Hình như là trong lúc mà Kuro đang set up livestream, hình như là Kuro đang có đọc được một cái tin vui gì đó nè, phải không ha? Hình như là bạn Omen sắp được lên làm bố rồi nè, phải không nè? tốt quá rồi nè. Thế thì đây chúc mừng nha. Chúc mừng bạn Omen nhiều lắm luôn á. Và Kuro cũng hy vọng đâu là bạn sẽ có một tương lai cũng cực kỳ tốt đẹp luôn nhé. Ngoài ra cho Kuro cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn các bạn Phong lên nè. Cảm ơn luôn cả bạn Shunaisuki nhé vì đã đến buổi livestream ngày hôm nay của Kuro nè. Ngoài ra còn có cả bạn Aha nè, bạn Ayane nè, bạn Nghĩa Nguyễn nè, bạn Shiwaki nè. Cho Kuro cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn cả bạn Black nữa nha. Amiya, hello Amiya. Ngoài ra còn có cả bạn Louis nữa nè, bạn Hello Vicas nè, bạn Daktop nè, còn có cả bạn Hậu Thanh nữa nè, còn có cả các bạn Weibo nữa nè. Hi Kuro. Hello bạn Siêu nha. Còn có cả bạn Miho nữa nè. Còn có cả bạn Sirius nữa nè. Bạn Kuroshi. Cảm ơn luôn cả bạn Fox Kitsune nhiều nha vì đã đến buổi livestream của Kuro nè. Cho Kuro cũng xin được gửi lời cảm ơn luôn cả bạn Saturn Genovius nè, bạn Hinaru nè, bạn Hazen nè. Còn có cả bạn Beat nè. Còn có cả bạn Đặc Quyền nữa nè. Nhiều người. Còn có cả bạn Phong Nguyễn Hải nữa nè. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều lắm đó vì đã đến suy nghĩ ngày hôm nay của Kuro nha. Mà kênh chat béo vờ lờ, kênh chat mà không béo thì chắc chắn đâu đó không phải là kênh chat của Kuro, phải không nè tất cả các anh em. Anh Shane, yeah, hello anh Shane. Còn có cả bạn AKSD1 nữa nè. Cảm ơn bạn nhiều nha vì đã đến suy nghĩ hôm nay của Kuro nha. Chúc Kuro live vui vẻ. Tất nhiên rồi, ngoài là chúc Kuro live vui vẻ ra, Kuro cũng muốn chúc cho tất cả các anh em của chúng ta cũng có một vờ sao ta kỷ niệm khó quên khi mà mọi người xem stream của Kuro nha. Bonjour Kuro. Còn có cả bạn Duno nữa nè. Arigato gozaimasu. Cảm ơn bạn nhiều. Thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm luôn đó. Ok, thế thì là chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với lại là series Man from the Fox cho tất cả các anh em nha. Thế thì là mọi người sẽ cùng nhau đợi Kuro một chút nè. Để Kuro sẽ vào game nha tất cả các anh em nha. Rồi thì thôi, đi thôi. Nhớ nhất cái tiếng la của Kuro. What the fuck mọi người. Ok, khác so với là cái buổi livestream hôm trước thì là buổi livestream đợt này là Kuro sẽ có cài shader để mà nó nâng cấp cái hình ảnh lên nè mọi người. À đúng rồi, password. Từ từ nha tất cả các anh em nha. Đợi Kuro nhập vào cái password một chút nè. Rồi xong rồi là mình sẽ cùng nhau mình sẽ tiếp tục nha tất cả các anh em nha. Rồi, there we go. There we go. Rồi, và tiếp theo của chúng ta sẽ là mở top lên nè. Sau khi mà chúng ta đã ổn định xong setup ở trên YouTube rồi thì Kuro cũng sẽ bắt đầu livestream cả ở trên top luôn nha tất cả các anh em nhé. Rồi, đây rồi. Hình như là cái hồi lúc mà hồi hôm qua, cái lúc mà Kuro làm clip á mọi người, hình như là cái mic của Kuro hồi hôm qua nó có hơi bị bé phải không hả mọi người ha? Đợt này là Kuro đã có chỉnh cho nó to lên rồi nè. Mọi người nghe được không? Nghe được chưa hơn mọi người ha? Tài trợ năm membership đi. What the heck? cơ chat nó xanh lè luôn thề. Nó có anh em, tất cả các anh em đã ủng hộ cho Kuro nè. Là Kuro cực kỳ vui. Kuro vui lắm luôn á. Cho nên là cảm ơn anh em nhiều nhá. Cảm ơn anh em nhiều lắm luôn đó vì đó. Chưa chi mà. Tôi chưa kịp tôi làm gì hết mà. Từ từ tất cả các anh em đợi Kuro. Đợi Kuro một chút nha mọi người nha. Ok. Tôi chưa kịp làm gì hết mà. Mà tại sao cái con này nó vô nó hù tôi luôn rồi vậy trời. Oh my god. Ok,
Cái đó là thật chứ không phải là đồ này. Đúng rồi, cái đó là thật, cái đó là thật nha mọi người nha. Ford nó chào Kuro mà ơ kìa, tôi chưa kịp làm gì hết trơn á. Còn Ford nó trôi, nó chào tôi một phát là sao vậy? Ok, thế thì là cảm ơn các anh em nhiều nha. Cảm ơn các anh em nhiều nè vì đã đến buổi livestream của Kuro ở trên kênh Top Top nha. There we go, there we go, there we go, there we go. Thôi, ok. Ủa, Kuro đang ở đâu vậy? Từ từ nha tất cả các anh em nha. Ôi ôi nữa hả? Ôi sao ở đây tự nhiên tụi nó lại một đống vậy trời. Ơi bây giờ là Kuro không dám xuống, Kuro không dám xuống luôn hết mọi người ơi. Giờ chúng ta mà xuống là chúng ta chết liền á. Ơi Ford nó chào anh em viewer một cái thôi mà không Kuro không muốn đâu. Né nó ra né chúng nó ra đây nha anh em nha. Ok chạy thôi. Ôi lại còn creeper nữa. Chạy. No. Oh my god. Ủa alo cái gì vậy? Mấy tôi đâu có nhớ rằng là ủa hôm qua tôi đâu có nhớ rằng là nó gớm như thế này đâu ta. Ê rồi giờ sao xuống trời? Từ từ nha anh em nha, từ từ bình tĩnh nha. Nữa hả? Cái gì nữa vậy? What the fuck? Cứ chúng ta chạy nào mọi người ơi, liên hoàn hù luôn. Ê, trời ơi. Lẹ hurry up. Nhanh. Thôi anh ơi. Cảm ơn người anh em nhiều lắm. Nó kìa. Thôi chạy đi. No. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy mọi người? Đầu stream mà Kuro hét kêu first hả? Trời ơi, mới đầu thôi mà mới đầu. Nửa kìa. Anh em thôi, chúng ta cút với mọi người. Cút nào. Hình như thế như Kuro nhớ không làm là cái căn cứ của chúng ta nó nằm ở đâu đó anh đây nè. À đây rồi. Anh em. Ok, bịt nó lại nè. Không là chúng ta lại chết đó mọi người. Ok. Để coi thử coi là đợt này của chúng ta là chúng ta có 64 cái gỗ hả? Ok. Hết hồn mà. Rồi đi thôi anh em à. Từ từ nha. Cái gì nữa vậy? Kuro cá rằng là ban nãy chắc chắn là anh Sen là người đã bịt cái lối ra của Kuro là đưa về Sen. Lát nữa Kuro sẽ trả thù. Anh Sen tốt bụng lo cho bạn bè. Đúng mà cái này có phải là lo, cái này có phải là tốt bụng lo cho bạn bè hay là không vậy? Đúng kiểu là còn báo Sen thì có đó. Thôi chạy nào anh em. Chúng ta phải quay trở về, chúng ta phải quay trở về lại cái căn cứ nè. Với lại là oh shit. Đưa nó ra ngoài nắng nè anh em. Rồi ok. Chắc chắn là nó phải có, không, tụi nó không thể nào có chuyện tụi nó emboss Kuro được. Au. Thôi bình tĩnh đi anh ơi. Anh ơi. Au. Ủa mấy bọn. Ủa sao? Bọn này nó hack à? Là sao mà tụi nó có thể? Ok, được rồi nha anh em nha. Chúng ta đang bị thiếu đồ ăn quá trời luôn nè. Chúng ta đang bị thiếu đồ ăn cho nên là điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta còn làm đó chính là đồ ăn đâu? Nữa hả? Shader gì vậy? Kuro, hello, HHSO4 nha. Đây là shader này, nó có tên là siêu đôi nha bạn nha.
bạn là một bạn H2SO4 nè, giọng dữ vậy hả? Trời ơi, đây là quả Minecraft nhưng mà phiên bản kinh dị mà, cho nên là Kuro không có like hết trầm cảm là Kuro cũng bái phục luôn á. Rồi bây giờ mình đang bị thiếu đồ ăn đúng trầm trọng lắm luôn á tất cả các anh em ạ. Anh sẽ định chặn không cho nó dí theo Kuro mà Kuro chạy chậm quá cho nên là mới bị chặn á. Thấy có ai mà nó ác không cơ chứ? Có ai ác ôn bằng anh Shen không? Có thì cho, nếu như mà có thì chúng ta tặng cho Kuro một nút like với lại một nút subscribe nha. Úi, ý, hello bà. Hello bà, hello, you are so cute. Lát nữa ta cho mày lên làm gõ thịt bò luôn. Từ từ nha, từ từ nha anh em nha. Cái này là chắc là chúng ta sẽ còn phải thêm đồ ăn trước khi chúng ta mới có thể chui xuống lại cái chỗ 2MU này tất cả các anh em. Đâu rồi, cái xẻ, chúng ta còn cái xẻ nè. Ôi, cái gì vậy? What the fuck, what's that? Ôi, cái gì vậy? Ôi, không xong rồi. Ôi. Tức là quả sét này nó còn có thể đánh được vào cả 3 ngày. Đã 3 ngày bay mặt rồi mà nó vẫn còn đánh được tất cả các anh em à. Chơi mà sợ thì nói à ra, à, nói giọng dễ thương đi Kuro. Kuro sợ nhiều lắm luôn đó. Dạ, Kuro sợ nhiều lắm luôn đó tất cả các anh em à. Cho nên là mấy anh em nào mà có ủng hộ cho Kuro thì mọi người nhớ đừng quên tặng cho Kuro một nút like với lại một nút subscribe nha. Ây á. Ok đây. Thiếu đồ ăn này anh em. Ok. Ai đã trồng trồng lúa hộ cô rồi á, trồng lúa nè. Để mình còn có đồ ăn để mà mình còn có thể đi xuống dưới hầm nè mọi người. Rồi xong rồi, là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến và chúng ta sẽ cùng nhau bắt gặp một cái con quái. Nó có tên là Cave Dweller nha tất cả các anh em nha. Đây rồi. Ok. Hình như là đây là hạt giống phải không nè. Ok đây. Đây. Ủa. Chết rồi, xung quanh đây nó không có nước mọi người ạ. Không có nước, không có điện, điện nước không đầy đủ rồi thì làm sao mà chúng ta có thể có đồ ăn bây giờ. Ừ ha, mừng quên mất tất cả các anh em mà. Cưa đó có quả dọc còn nữ tính hơn cả tôi nữa hả? Ai á? Nào, không có đâu Mika, tất cả chỉ là... Ấu, ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vừa mới đánh cưa đô vậy ta? Ê, khoai nha, anh em nha. Bây giờ mình đang không có nước nè. Chà, căng quá vậy. Mà với lại là chắc là cũng không có ra vậy ra rằng sông hả? Ừ, chắc phải ra sông để mà chúng ta trồng thôi tất cả các anh em à. Ra sông nha. Thôi cắt rồi á. Tại vì do là hiện tại đâu là mình đang chưa có một cái cuốc sắt hay là gì hết trơn cả. Cho nên á là ừ thôi ok. Mình tạm thời là mình sẽ trồng ở đây nha tất cả các anh em nha. Rồi ok. Rồi đi nè. Mới chưa chi vô mới đầu vô stream mà chúng ta đã phải làm nông dân rồi tất cả các anh em mà không có nước vậy không tắm à. Vậy không tắm thế là Kuro sẽ thúi. Ơ kìa, không có đâu. Chắc chắn là Ok vậy anh em. Sao nước để làm gì vậy Kuro hả? Để mình trồng cây á, để mình trồng cây á tất cả các anh em à. Chưa chi mà bây giờ là nguồn cung của chúng ta đang không có nước, chúng ta đang không có điện, chúng ta đang không có miếng đồ ăn nào luôn á, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta có thể đi xuống được đâu tất cả các anh em ạ. Ok, mọi người sẽ cùng nhau đợi cô trong một chút nha. Rồi đây để cô đỡ chồng nè. Rồi ok, mình cứ chồng ở đây đi. Ủa có sô nước kìa, what the fuck. Thế mà tại sao không có... Ủa, vậy mà tại sao người anh em không có nói sớm vậy ta? này hết xít đó hả mọi người? Hết xít nghĩa là sao đó hả bạn ha? Ủa, từ, đang bị hết máu rồi nè. Ok. Âu! Ủa gì nữa vậy? Ủa, tôi chưa kịp làm gì hết trơn mà. Great. Đưa mi, sao tôi tệ bị chết rồi mà biết cái lý do đắt đủ lờ mau hay là không vậy? Ok, đi lại nè mọi người. Tối, hello bạn 194 nha. Cảm ơn bạn nhiều lắm đó vì đã đến stream của Kuro nha. Hesit là mod áo Kuro hả? Không, đây không phải là Hesit đâu. Đây là mod from the fog nha tất cả các anh em nha. Và nó là một trong những cái mod kinh dị nhất ở trong Minecraft nè. Hình như là cái xô nước vừa nãy của chúng ta đã mất tiêu rồi anh em.
chết xàm vậy. Kuro không biết gì hết trơn á. Kuro cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, xong cái là tự nhiên thấy mình đã chết ngỗng rồi. Đưa mê. Ok. Rồi, đi tiếp lại nữa đâu. Kuro người ow. Ô sorry, cho Kuro xin lỗi. Có xô nước nè, ngon là càng đào. Ui, cảm ơn bạn nhiều. Thật sự cảm ơn bạn nhiều nha. Ok, thế thì là chúng ta đã có thể trồng cây ở chỗ này rồi nè. Trồng cây nè mọi người. Kuro thường là đọc chữ cái đầu ấy hả? Có nghĩa là sao hả bạn? Chờ chín ngày nữa thì sẽ nâng cấp hội viên. Ngon lành cành đào. Rồi, ok. Đợi Kuro một chút nha. Tuy rằng là Kuro có hơi vô chi một chút nhưng mà... Đây rồi. Ok. Rồi, mình sẽ lấy chỗ này để mà mình trồng cây nha tất cả các anh em nha. Rồi, đây. Đây nè. Rồi. There we go. Rồi, tiếp theo sẽ là... Từ nha tất cả các anh em nha. Tích cực trồng cây. Thăm ngàn kịp ngân nè, thăm ngàn. Chúng ta phải thăm ngàn thì chúng ta mới có thể đi xuống được chỗ của con cave trailer này, chứ không là chúng ta sẽ chết đó mọi người ơi. Black Framer. Ui, đang đêm tối rồi hả? Cẩn thận nha anh em nha. Thường á là như chỗ này là nó thường hay xuất hiện nhiều con ma lắm nè. Kuro sợ là như thế thôi à. Sợ ở đây sẽ có xuất hiện nhiều ma thôi. Ok. Nếu như mà anh em nào mà cảm thấy không có an toàn đó, thì chúng ta cứ trốn đi nha. Trốn nha anh em nha. Chứ Kuro là đúng kiểu là thân ai nấy chạy. Của Kuro là đúng kiểu là thân ai nấy chạy luôn á. Ngon là cành đào. Chúng ta có lúa, chúng ta có đồ ăn. Chúng ta có đồ ăn rồi anh em à. có đồ ăn rồi nè. Ngon. Ok, rồi, trồng cây lại nè. There we go. Rồi, còn chỗ nào nữa không? Còn chỗ nào có thể trồng được nữa hay là không ta? Lại hết sẻn rồi. Đợi Kuro một chút nha anh em nha. Hình như là bây giờ là... Chắc quên gì rồi. Nào mấy anh em này, đã nói mấy anh em rồi, đừng có mà donate cho Kuro nữa mà. Vậy mà mấy anh em chơi kỳ với Kuro quá. Ow, cái gì vậy? Tố hù luôn á tất cả các anh em mà. Hình như là có cần Kuro phải chỉnh lại cái độ sáng cho nó thêm một chút nữa hay là không thôi mọi người ha. Đây độ sáng nè, độ sáng đây rồi nè. Ok, nó sáng hơn chưa? Sáng chắc là sáng hơn rồi nhỉ tất cả các anh em. Rồi, ok, để Kuro xem bữa coi nè. Rồi, chỗ này mình sẽ trồng cây tiếp. Oh shit. Chạy đi anh em ơi. Chạy đằng kia. Kiểu là cái mod này nó vừa sinh tồn lại còn phải vừa mà còn phải vừa còn sống sót khỏi mấy cái con ma đó mọi người à. Cho nên là mod này nó cực kỳ kinh khủng lắm luôn á. Và thật sự phải nói rằng là anh em nào mà yếu tim á là Kuro không có recommend mọi người chơi con game này, không có recommend mọi người chơi cái quả mod này cho lắm. Rồi, ok, đây, ok, để Kuro trồng cây. Nữa hả? No, tôi chưa kịp làm gì. Mệt lắm rồi, chắc tối nay Kuro thoát rồi. Ôi giời ơi, lại một... No, chạy đi anh em, mọi người ơi. Chạy nè. Chị nè, chúng ta phải sống sót tất cả các anh em mà. Liên hoan cơm tê. Bây giờ nó đây, bây giờ. Nhảy. Con nó sẽ không thể nào nó nhảy xuống nước được. Nó đang ở trên anh em à. Nó đang ở trên chỗ của con. Bao nhiêu con ở trên vậy? Ôi.
tôi hết cách rồi, tôi phải chạy. Au! Au! À! Ba con anh em à, ba con nó dí tít ở ngay chỗ của Kuro Lute, nó mới đau rồi chứ. Trời ơi, hai con không nữa hả? Nữa hả? Thôi tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tôi đang cố gắng nữa mà, tôi là một bọn nông dân cực kỳ chăm chỉ và tôi đang thăm ngày đây mà. Má anh em cứ tại dí tít của tôi mà, cứ tại dí tít của tôi mà kêu tôi không mà. Trời ơi, tối như này tối như hết là chúng ta. Oh shit. Ok, được rồi. Ây da. Hình như chỗ này cũng không có an toàn lắm đâu nhỉ. Xuống rồi anh em ạ. Xuống rồi. Cô đơn nghĩ rằng là chắc chắn đâu là chỗ này là nó sẽ không thể nào nó thấy được mình phải không hả anh em hả? Cô đơn đoán, cô đơn dám cá, tụi nó sẽ không thấy mình. Tụi nó chắc chắn là tụi nó sẽ không thể nào tụi nó thấy mình được. Anh Kuro ơi, người tốt thường không sống được lâu đâu hả? Ui hả? À đây. À, có gì cho Kuro, à, có gì là bánh mì hổ Kuro nha. Ok. Tụi nó vừa đau cái tay luôn á mọi người. Không thể nào Kuro trốn được. Không trốn được không. Nó kìa anh em. Hình như là biết mất rồi. Hello Kuro, hello bạn bánh mì luộc nha. Cảm ơn bạn nhiều đi vì đã đến suy ngày hôm nay của Kuro nha. Trời ơi, tụi nó dí Kuro sò mò lò luôn á tất cả các anh em ơi. Được hả? Chạy thôi mọi người. Từ từ nha. Đúng là chơi cái con game này nó tốn đồ ăn quá trời luôn á mọi người ạ. Từ từ nha. Đây là nhà của tao. Ủa lộn, đây là nhà của đặc quyền mà, tại sao mày có thể chui vô được đây vậy? Giờ sao đây? Duma nó cam luôn ở chỗ của Kuro rồi. Nó cam luôn đi. Nó cam luôn chỗ. Nó cam luôn phía dưới rồi. Làm sao đây? Nó không còn nữa. Chúng ta phải tìm chỗ khác không mọi người ạ? Chúng ta phải tìm chỗ khác, chúng ta sống thôi. Ở đây bị mấy bọn con ma kia. Chúng ta đã, bay của chúng ta đã bị kem rồi. Thôi, chúng ta đi chỗ khác thôi anh em ạ. Xuống ở DNA để mà sống hơn. Thôi nào. Thôi, cho em xin. Em xin anh ơi. Nó ở đâu nữa vậy? Ui ôi, lại còn thêm một đống nữa hả? Trời ơi, tôi chỉ muốn yên ổn đấy mà, rồi tôi đi survival thôi mà. Đúng là quả con game này khiến cho game của mình nó còn càng khó hơn nữa. Thôi đi mọi người ơi. Đâu rồi? Phía bay của mình, tụi nó còn ở dưới không? Hết rồi. Hả? Chí gì vậy? Hù nè. Lại là anh em đồ này chắc cười rồi. Cảm ơn anh em nhiều.
Cảm ơn anh em nhiều lắm. Thế thì đã đồ này cho Kuro, nhưng mà chúng ta có thể sẽ cùng nhau được có đồ này cho Kuro. À! Em biết rồi, nhà của anh được chơi, em sẽ chuyển sang nơi khác ạ. Kuro vô gia cư rồi, tôi chính thức vô gia cư rồi anh em à. No, tôi chính thức từ vô gia cư rồi anh yêu. Cave Dweller gần như là anh ấy đã kem luôn nhà của tôi luôn rồi, tất cả các anh em à. Thôi tôi đi ơi. Thôi, tôi đi di cư đây. Tôi đi di cư đi anh em à. There's nothing Kuro can do now. It is. Thôi xong rồi. Rồi zombie nè, cô này có zombie nè anh em. Vậy là hiện tại là chúng ta đang không có chỗ nào là an toàn luôn á tất cả các anh em. Ok, hết cách rồi. Hết cách rồi anh em à. Ok, chỗ này chắc an toàn. Ok, chỗ này chắc an toàn nhỉ. Chỗ này chắc chắc. À! Ủa tôi nó đâu ra vậy? Từ từ nha anh em nha. Từ từ nha. Không cách nào để chúng ta có thể giảm độ khó của nó một chút lại được nữa có được hay là không ha? Tại vì do au! Tụi nó đang ở một đống nè. Lại còn cái câu gì nữa đây? Hả? Câu gì? Ok, đây có phải là chỗ thôi có cách nào để giảm cái độ khó của cái con game này một chút. Ôi anh ơi bình tĩnh lên xem. Bình tĩnh. Anh sao đang ở ngay trên đầu của Kuro luôn rồi. Giờ sao đây mọi người ơi, giờ đằng nào cũng chết. Đằng nào tôi cũng chết. Ok. Mom, I'm dead. I'm so dead now. Khó vậy ta. Okay, chúng ta phải tắt cái trò mượn. Này nghĩa bệnh rùi, chắc tối nay Kuro thoát khỏi nghĩa rùi nhỉ. Nào anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa, anh tha cho Kuro đi mà. Cảm ơn anh nhiều lắm đó vì đã donate cho Kuro nha. Nhưng mà trong trường hợp này Kuro xin được phép nói một câu, đó chính là anh Nghĩa ơi, hãy tha cho Kuro đi. Trời ơi, con cái món này nó đã khó rồi vậy mà. Ôi không. Từ từ nha anh em nha. Ê, cái này có thể có Night Vision được này. Có kim. Ui, cái kim cương này ngon là cần nào. À, nhưng mà kim cương có thể giúp chúng ta có thể đánh lại mấy bọn này hay là không vậy? Hold up. Nữa hả? Lại mưa nữa hả? Trời ơi. À, tôi điên tiếc chết mất tất cả các anh em à. Bây giờ là Kuro đang còn một cái đuốc nữa mà. À, nữa hả? Nữa. Hello. Ánh mắt ta chạm nhau. Chúng ta cùng nhau đi. Bên kia cực kỳ nổi loạn, nhưng chúng ta lại gặp, chúng ta lại nhìn nhau như một vị huynh đài. Game gì vậy Kuro? Hello bạn Boy Chill nha. Hiện tại là Kuro đang chơi Man of the Fox nè. Và đây là một trong những cái đây là một trong những cái mod kinh dị nhất ở trong Minecraft tính theo thời điểm bây giờ.
nữa kìa anh em. Ok, nữa kìa, nữa kìa. Ủa nó có ở dưới không vậy? Hết rồi. Tụi nó hết ở dưới rồi. Kìa, để Kuro sẽ phải bịt kín lại cái chỗ này lại mới được. Chứ không là tụi nó sẽ... Nữa hả? Tha cho em. Tha cho em đi anh ơi. Tha em. Rồi, ok, bịt kín lại nè. Bịt kín lại nè. There we go. Takuru đi mà. No. Ok. Như vậy là chắc chúng ta sẽ an toàn rồi nhỉ, phải không hả tất cả các anh em hả? An toàn chưa anh em hả? Ok, như vậy chắc là an toàn rồi nhỉ. Giờ cô đó không dám đi ra luôn á mọi người hả? Cô đó chơi đi cho đỡ sợ. Outback first journey hả? Ra đó, tạm ổn thôi hả? Ok, tất cả các anh em ạ. Ok, giờ chúng ta cùng nhau đi xuống nào. Rồi. Giờ mới ổn áp nè. Rồi, ok, để Kuro sẽ làm một cái thang nha mọi người nha. There we go. Chúng ta cần một cái đuốc rồi xong rồi là chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới đó tất cả các anh em ạ. Chúng ta phải làm đồ kim cương cái đã. Ok, xong rồi. Mod gì mà nó ghê quá vậy trời. Trời đất quỷ thần ơi. Trời đất quỷ thần đúng nghĩa đen luôn đó mọi người. Ok, rồi, đây, bỏ nó qua đây nè. Xong rồi là chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống rồi nè mọi người. From the Fog à, đúng rồi đó bạn công sơn võ nha. Cảm ơn bạn nhiều nè vì đã đến stream ngày hôm nay của Kuro nha. Đúng rồi, đây là mod From the Fog nha. Và hiện tại là Kuro chung với lại tất cả các anh em viewer đang có. Ủa cái gì vậy? Nói đi. Nên đi Kuro. Ủa? Ai thấy đây Kuro vậy? Tại sao là... Ủa tự nhiên tại sao mình bị thảy vô trong đây vậy? Bây giờ đang là âm 39 hả? Yo! Shhh. Cái gì vậy? Kuro không hiểu. Kuro không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn á tất cả các anh em mà. Ê da, cảm ơn bạn Huyền. Chơi má ơi, chơi mí. Ai thấy Kuro xuống dưới đó rồi? Nam Mưu vừa ship đi anh nghĩ. Ui ôi, cảm ơn bạn nhiều. Thực sự cảm ơn bạn Nghĩa Nguyễn nhiều lắm đó vì đã đồ này cho Kuro nha. Cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn nhiều. Đừng quên chào tạm biệt con quái nhé. Yeah, Kuro nhớ rồi. Từ nay về sau Kuro sẽ chào tạm biệt mấy con quái này chứ không có chơi với tụi, chứ không có bỏ bơ tụi nó nữa đâu mọi người ơi. Má ơi, tôi điên tiết mất hơn mọi người ạ. Tôi chưa kịp tôi làm gì hết trơn luôn á, vậy mà tôi toàn bị mấy con quái, mấy con ma nó cứ Ok, né ra. Lật sóng sót. Sóng chết mặt bay nha. Ok, xong. Rồi đi nào anh em. Oh my fucking god chứ. FMU kéo tôi chơi nó rồi, dễ chơi mà hả? Sao mà mấy anh em có thể nghĩ là nó dễ chơi được thì cũng hay thiệt lắm luôn á. Ok, đào tiếp nha. Đào tiếp nè anh em. Hình như là hiện tại là mình đang ở tầng 42 này mọi người. Đam to mà nó còn chạy nhanh nữa chứ. Ừ. Đu mê. Đã đam to mà. Tiếng gì vậy anh em? Tiếng gì vậy? Bệnh mà giờ chị muốn ngủ thôi. Không sao đâu nha bạn nha. Cứ đi ngủ đi nè. Xong rồi là nếu như mà bạn mà cảm thấy có khỏe trở lại rồi đó thì là có thể quay trở lại stream của Kuro lúc nào cũng được nha. Kuro chơi mod gì vậy? Ồ, hết hồn. Kuro hiện tại là Kuro đang chơi mod From the Fog nha. Đây là một cái quả mod, một trong những quả mod kinh dị nhất Minecraft tính theo thời điểm bây giờ nè. Và hiện tại là Kuro đang chơi để mà Kuro trải nghiệm thử coi là mức độ kinh dị của nó trây trông như thế nào. Và ok, ladies and gentlemen. Nó kìa. Đừng nhảy xuống nha. Nhảy xuống là chết á.
vậy là mình có cách nào để mình hạ nó hay là không vậy? Có cách nào hạ nó không? Có cách nào hạ nó không anh em? Xuống bem nó luôn Kuro hả? Mà dù mình đã có cái cây kiếm và kim cương rồi nhưng mà mình vẫn rén vật lò ra mọi người ạ. Thôi tôi chết mất thôi mọi người. Hết cứu thiệt luôn á. Oh my fucking god. Trời ơi. Tôi chưa kịp tôi làm gì luôn á. Tất cả các anh em à, đây là cái chỗ này nó đang không có an toàn luôn á. Tất cả các anh em à. Tôi chết rồi. Sorry nha. Ê, để Kuro đụng nó lại nè. Ok, rồi đi lại nè. Đưa mà, Kuro... À! Nó chui lên tận đây rồi. Làm sao đây mọi người? Chúng ta phải làm sao đây? Con dưới hang thì yếu hơn con phó. Thì nếu có một người khiêng đỡ toàn còn một người thì đánh ha. Trốn kiểu gì vậy? Giống trốn kiểu gì rồi mọi người? Ai giúp đánh nó xâm lăng giới hả? Xâm lăng có nghĩa là sao hả bạn? Rikasa Akuro ở dưới hang con ma trong cái như người nghiền ấy. Còn cái kiếm kim cương lên và fire like a man. Ok, đi nào. Đánh như một... Chúng ta sẽ cùng nhau đánh lên như là một người đàn ông nào. Mày là đây. Mày sợ à? Mày là đây nè. Bao nhiêu con? Tao quyết chiến với mày luôn. Vừa nãy là bao nhiêu con vậy mọi người? Bốn con hả? Vừa cờ hả? Thôi tiêu rồi anh em à. Tiêu rồi. Thôi, chúng ta phải đi di dời thôi. Di dời hả anh em à. Quả kèo này đúng là Mừng kèo quay lại là nó kèo bất ổn. Nữa hả? Fuck you. Ok, may mà nó không có dí theo mình, mọi người à. Nữa hả? Nữa hả bạn đứt? Đương ra tôi chỉ vừa mới hồi sinh lại một chút thôi mà. Thôi tôi đi đây. Di cư thôi Kuro. Yeah, di cư đi anh em à. Chúng ta phải đi di cư thôi. Chó kìa hả? Nó đây. No. Không nha. Tôi đi đây anh em à. Không. Kuro xui quá. Yeah, phải nói thiệt luôn tất cả các anh em à. Kuro xui thiệt sự luôn á. Trời ơi, nó còn đang dí Kuro nè. Lẹ lên. Hurry up. Nhanh lên nào. Được rồi nha mọi người nha. Ông Rikasa ở xa thế hả? Tại vì là hình như là Kuro nghĩ rằng là chắc
chỉ có mỗi là đây là cách duy nhất để mà chúng ta có thể trốn thoát khỏi tụi nó thôi, tại vì là bây giờ mấy anh em ở đây tập trung đông quá là tụi nó cũng dí mình chết luôn á mọi người à. Tới nữa hả? Hello bạn nha. Cảm ơn bạn nha vì đã đưa suy nghĩ hôm nay của Kuro nha. Ok, vậy di cư thôi, bắt buộc rồi. Nhưng mà để Kuro xem với coi nào, có cách nào để mà chúng ta có thể... Từ từ nha anh em nha. Kuro phải quay lại để mà Kuro lấy vài cái giường này, sao Kuro không có trồng 40 block đá lên cao. Tại vì do rằng là nó vẫn có thể trèo lên nha. Nó vẫn có thể trèo lên được các bạn à. Cho nên là chúng ta có trèo lên 4 block thì nó chúng ta có trèo lên 4 block thì là nó vẫn có thể dí mình được á. Sống mà Kuro còn sông hay là hồ ấy Kuro. Kuro cũng đang được tính sẽ là như thế đó mọi người. Kuro là 120 vé vậy em và các bạn vô chơi nhá hả? Ok nha em Alice nha. Thì là Nó kìa. Lẹ nào. Hurry up. Yeah. Ok. Đóng cửa lại. Ok. Ủa giường ở đây đâu hết trơn rồi anh em. Vậy hả, cho Kuro xin một cái giường ấy. Lấy rồi hả? Ui không, mà anh em lấy hết giường rồi hả? Cảm ơn anh em nhiều. Ok. Món này gặp cứu hero. Nữa hả? Hallelujah. Cái đi nè. Chúng ta phải chạy thôi. Anh đứng đằng sông, em ở đằng kia sông, hai ta gặp nhau làm bánh mì kẹp thịt chung với một tấm khiên. Trời ơi, we can. 1.20.62 được không Kuro hả? Được nha, tại vì do là đây là mod phiên bản 1.20.1 mà. Thôi, Di cư thôi mọi người ơi. Anh ở đằng sông, em ở đằng kia sông. À mod. Nửa kia, chạy thôi, phải chạy thôi anh em ơi. Phải đi di cư thôi. Chứ cái trà này thì chúng ta càng ở lại là chúng ta càng chết đó. Từ nha anh em nha. Ok. Chắc là mình sẽ làm cái crafting table. Xong rồi là mình sẽ làm cái sẻng nào. Lẹ lên. Làm cái sẻng. Ok. Rồi, đào nè. Đào. Đúng nghĩa bây giờ là trường hợp bây giờ đúng cấp bách lắm luôn á mọi người ạ. Rồi ok. Xong rồi là chúng ta sẽ lắp nó lại nè. Lắp lại. Ok. Vậy chắc là ổn nhỉ. Tụi nó sẽ không có spawn ở đây đâu. Phải không anh em ha? Tụi nó sẽ không có spawn đâu nhỉ. Không spawn. Kuro chơi bản mấy với channel CC server và chơi cùng Kuro ơi hả? Được nha bạn nhá. Bạn sẽ vào Discord server nè. Xong rồi là ở đó là anh em ở trong voice là sẽ nói tên server cho bạn biết để mà bạn có thể cùng nhau chơi chung với Kuro nha. Nó chui được thì phải hả? Từ đào mộ chôn mà Kuro. Ủa? Tức là cái này là tụi nó vẫn chui vô được hả mọi người? Không thể nào anh em à. Cho tôi cái bi đá đi Kuro. Từ từ nha mọi người nha. Từ từ rồi. Để Kuro đào sâu. Fuck you. Ok. Đây. Trời ơi.
Ủa vậy làm sao để mà chúng ta có thể an toàn được vậy mọi người? Chỉ có mỗi một cách, đó là ở trên trời hả? Ok, chúng ta phải xây một cái bay ở trên trời rồi mọi người. Ok, ok, lần này Kuro sẽ nghe lời anh em nha. Kuro sẽ xây một cái ở trên. Nó kìa anh em. Thôi đi mà, Thôi. Xây nhà ở trên cao hả? Ok, nha anh em, nha, xuống đây phải xây nhà, ở trên cao. Đi nào. Ô, mấy con vậy? Nó mấy con vậy? Mấy con vậy anh em? Bao nhiêu con đây trời ơi. Tôi đi đây anh em à. Hy vọng là còn mong rằng là mình bơi nhanh hơn nó đi. Chạy nào anh em. Chạy. Lại cái tụi này nữa hả? What up? Đi ra nhé. Kiếm từ từ nha anh em nha. Đúng là ban đêm đáng sợ thiệt luôn á chứ mọi người. Man from the fog này. Tiêu Kuro rồi anh em à. Great. Không chết vì quá thì chúng ta cũng phải bị chết đuối thôi mọi người. Cá chết luôn mà. Đặt block đi hả? Ok, rút kinh nghiệm. Phải là đặt bao nhiêu block thì nó mới đủ cao để mà chúng ta mới có thể né được tụi nó ha, tất cả các anh em ha. Ôi. Cho dù chúng ta có chạy đi đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn không thể nào có thể thoát được nhỉ. Cao vậy được chưa anh em ơi? Ờ, cái mẹ gì? À! Con gì nó vừa mới spawn ở trên vậy? Tôi muốn đập nó anh em ạ. Hả? Còn gì nữa vậy? Yo. Còn gì vậy anh em? Từ từ nha, đừng nói là lên trời là cũng mất nhà nha, hoặc là spam. Tiếng gì? Không, tiếng này là không phải là cái tiếng đồ này này. Hả? Tiếng gì? Công gì vậy? Nó này cô ra. Công gì? Sao một đống mấy con này vậy? Ôi. Kuro ơi. Tụi nó là mấy con gì vậy? Mà đến để mà ám Kuro hả? Tụi nó vô hại hay là tụi nó có hại vậy anh em? Chứ Kuro không thích ý tưởng rằng là tụi nó cứ đu bám vào người của Kuro đâu. Thôi, di cư thôi anh em à. Chúng ta phải đi di cư thôi mọi người. Có hại hả? Ok. Thôi, đây. Okay, chạy qua chỗ này nha anh em nha. Kuro mấy nay không ngủ à? Đâu có đâu, Kuro mấy dạo gần đây Kuro vẫn ngủ ngon giống như bình thường thôi á mà. Ok, chạy qua chỗ này nè mọi người nha. Rồi, ok, đây, rồi. Chỗ này chắc an toàn, hình như cho cái giọt máu quỷ hay là gì á. Yeah, đúng rồi đó, tất cả các anh em à. Kuro được một người cho có một cái giọt máu nè. Và đó là lý do tại sao mà Kuro có thể chạy lẹ được có tất cả các anh em à. Ok, chắc là như vậy đó, an toàn rồi nha. Đi nè.
Đây nè, đây nè. Giờ sau khi mà Kuro chơi cái mốc à! Great. Mày mà mới cứu cái inventory rồi. Chứ không là mình chết vì mình sẽ đập, mình sẽ đập bài phí mất chỉ gì do là mình chết nhảm quá đi à. Cứ rồi cay rồi. Cay chứ sao không cay. Trời ơi. Mấy tụi này tụi nó, mấy tụi này cứ giống hệt như là tụi nó bị cái gì á, tất cả các anh em à. Nó khiến cho game của chúng ta đã khó và đã thấy nó còn khó hơn nữa. Chưa gặp vào Widingo là may rồi hả? Widingo là cái con gì đó hả anh em hả? Nó là con gì à? Nó là con gì à, mọi người? Nó mê Kuro á. Yeah. Chắc là sau cái buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi thống kê lại là Kuro đã chết biết bao nhiêu lần nha mọi người nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hả? Ô từ từ nha. Hình như Kuro vẫn nghe thấy tiếng gì đó. Cái này là chắc phải chọc, chắc phải cắm vào thêm một stack nữa đi. Ok, trèo lên, trèo lên, trèo lên nào anh em. Trèo lên nào. Trèo lên nào. Trèo lên nào. Cố gắng lên nào anh em ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng. À! Ở, chắc là ở độ cao này là sẽ đủ rồi phải không hả mọi người ha? Oh shit. Hình như nó còn có thể lên cao được hơn thế nữa phải không hả mọi người ha? Oh my god, hình như nó lên cao được hơn thế. Cao thêm đi, cao thêm, cao thêm, cao thêm, ok, cao thêm, cao thêm, cao thêm, cao thêm nè mọi người. Ok, được chưa? Chắc chắn là nó sẽ không có đơn, nó không thể nào nó có thể. Kuro dám cá luôn là nó không thể nào nó có thể lên cao được đến như thế này đâu. Nó mà lên được là Kuro sẽ lên 210. Nó trèo lên được đấy hả? Nó trèo lên được hả mọi người? Ôi tính không vậy? À! No! Làm thế nào mà làm thế nào mà ai đó cho Kuro đi xuống cái hầm mỏ với thế giới ở trên, thế giới ở trên này thật là quá là nguy hiểm quá đi à. Thế giới ở trên quá nguy hiểm cho Kuro xuống với, cho Kuro xuống với anh em ơi. Khi bạn đã Yuji thì làm gì cũng Yuji. Là phải lên 210 rồi. Ê to. Này không phải tại Kuro nha anh em nha. Giờ đường nào cũng chết. Đường nào cũng chết hết trơn á. Đường nào cũng chết tất cả các anh em à. Ok em đọc vào khúc cầu thay này nhá. Ok nha em. Ủa chết rồi. Au. Ôi 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 cái gì vậy. Ôi vô. Ôi vô. Ôi vô. À. Ủa nó. Ủa anh em. Giờ sao tôi đi trời. Giờ sao tôi đi. Thắng là thần là mod đã nghe lời thỉnh cầu của anh em. Vì vừa dưới gầm có con nguy hiểm hương hải trước chơi có con phải nhìn nó, nhìn không nhìn nó đụng mình. Mod này chỉ ăn hành là nhiều. Hèn cũng hết an toàn. Trên trời cũng hết an toàn mọi người ạ. À, hài lòng. Tranh thủ thời Kuro phải tranh thủ thời gian này. Để mà Kuro Kuro phải tranh thủ thời gian này để mà Kuro đi xây lại. Tiếng gì? What the fuck, tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy anh em? Slenderman nữa. Slenderman nữa mọi người. Hả? Nó nè. Nó nè, nó nè. Ố. 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 Ố, chúng ta gặp được Slenderman nè. Hello. Hello anh Slenderman. Hello. Ủa. Ủa. Sao hai câu lận dữ vậy?
Thấy không Kuro? Yeah, Kuro thấy rồi, Kuro thấy rồi này, Slenderman. Yeah. Kuro thấy Slenderman rồi này. Bây giờ mà Kuro mà có bị rơi xuống là Kuro chết chắc đó mọi người. Thôi, ok. Chúng ta phải cố gắng làm. Anh đi ra hộ em. Chỗ này của em. Mày mình có giữ nút ship rồi. Mày mình giữ nút ship mọi người ạ. Ok đi nào. Tiếp nào mọi người. Kuro đi xuống đánh cân hai luôn á. Hello anh. Hello Slenderman. Trời ơi. Giờ tôi làm sao đi mọi người? Giờ tôi làm sao đây? Ba anh Slenderman, không chỉ là hai anh đâu mà ba anh Slenderman bây giờ là đang muốn. À! Anh đi ra. À! No. Tại sao? Why? Tại sao cái đường này nó cũng chết hết trơn vậy? Ơ kìa mấy anh em, bây giờ Kuro không biết phải làm sao luôn á mọi người. Phải có, chắc chắn là phải có chỗ nào để mà nó có thể nó an toàn chứ. Có chỗ nào an toàn không vậy anh em? Nhà dưới nước Kuro ơi. Được. Nhà dưới nước. Một ý kiến rất hay. Anh Slenderman. Slenderman kìa phải không? Đi ra anh ơi. Đây là địa bàn của em. Anh không có. Anh đi ra hộ em cái nha. Anh đi ra hộ em cái nè. Mod gì vậy Kuro? Hello bạn nha. Đây là mod of Man from the Fog nha bạn. Wow. Ủa sao nhiều ạ? Lại còn có cả. Lại còn có cả bọn này nữa hả? Ok. Ok. Xây nhà dưới nước nhỉ? Giờ chúng ta xây nhà dưới nước bằng cách nào đây anh em? Ôi, anh Slenderman kìa. Slenderman kìa anh em. Xây cổng Nether ra đấy xây nhà đi Kuro. Xây cổng Nether ra đấy xây nhà đi Kuro 100% sẽ là an toàn hả? Có ai muốn ra vùng Slenderman không? Không. Bây giờ con Slenderman nó đang ở ngay chỗ của Kuro kìa. Bao nhiêu anh đây? Một anh nè. Hai anh nè. Ba anh Slenderman nè. Ừ đúng rồi ha. Ừ ha. Mình có thể khuôn màu gỗ bạch dương với lại ok hả? Chế cái cửa đã Kuro hả? Hình như là Kuro có cái cửa. Kuro có cửa mọi người à. Kuro có cửa. Hả? Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy? Nani Kuro. Ok. Họ bây giờ phải đi ra khỏi cái vùng mà của mấy anh Slenderman trước cái đã này anh em. Mấy anh em đâu rồi? Người ta ở dưới đảo Kim Cương, anh vẫn ở trên đây để mà bị ngậm hành hả? Mấy anh em đâu rồi? Mina Doko. Ủa mọi người đâu rồi? Cái này nó cái phần màn hình nó đã bị nhiễu như thế này đúng là nó khó chịu thiệt lắm luôn á. Cái này nó là hiệu ứng xấu của Slenderman này mọi người. Món này thì chỗ nào nó cũng chia nhau hả? Dạ. Để tất cả các anh em không? Ủa mấy anh em xuống dưới mỏ hết trơn rồi hả? Ủa từ từ nha. Giờ đi cày đồ đi Kuro hả? Hết cách rồi tất cả các anh em không? Giờ đi kiếm gỗ cho ảnh với lại là Fox hả? Ok nha. Ủa hình như là Seven. Một là Seven lắc. Hai là đây hết rồi. Hết vùng ảnh hưởng của Slenderman này nè. Rồi ok. Ok. Kuro nghĩ rằng là chắc vùng này sẽ là an toàn chứ phải không hả anh em ha? Đặt cửa xuống thì Kuro sẽ có một khoảng trống để mà Kuro có thể thở á. Rồi ok Kuro hiểu rồi nè. Siêu. Lên trên thôi hả? Ủa mọi người đang ở đâu vậy? Mọi người ở đâu vậy? Xíu thấy anh Fox thì sẽ xuất hiện nè. Slenderman trong đêm nhìn yếu yếu chứ con Creepy Pasta là đái ma máu luôn. Dạ. Yeah. Vậy tất cả mọi người. Slenderman đã di chuyển nên không biết được nó sẽ ở đâu hả?
dưới hang gần khu vực dưới hang gần khu mực phát sáng hả? Dưới hang hả? Bãi sao? Ok. Ủa, sorry. Từ từ nha. Ủa, bà ấy đang làm gì á hả? Ôi, không xong rồi. Slenderman. Kuro mà gặp Fuya là gần đó có sen hả? oh shit. Slenderman. Cơ. Được rồi. Nhiễu nó khó chịu kinh. Nó khó chịu kinh luôn mọi người. Mấy game thêm chết và nó chạy tốc độ bàn thờ và đam to bi lai. Cái chỗ đó là vùng 2x2 đấy, nó bị sẫm màu hả? Tức là chỗ này an toàn phải không hả anh em hả? Chỗ này an toàn không vậy? Ủa? An toàn nè, ngon lành canh đào. Rồi để cô nó đọc, để cô nó đọc xin lên đầm em cái. Kuro cho này. Ủa cái gì vậy? Nó nhiễu khó chịu kinh. Tất cả các anh em ạ. Ủa bây giờ mấy anh em, chắc là mấy anh em đang hồi Kuro đi theo, Kuro đi theo mấy anh em nha. Chứ ai tên là Kuro qua chỗ anh em đi. Ai tên là Kuro với chứ ở trên này Kuro cảm thấy là Kuro đúng bất lực quá môn á tất cả các anh em à. Kiểu mà không biết mình phải làm gì luôn á. Ok. Ủa sao ở đây chật chỗ quá vậy? Anh em tách nhau ra mà. À thì ra là thế. Hóa ra mấy anh em đã tách nhau và đi xuống dưới nước rồi. Ok, Kuro hiểu rồi nè. How to vào server, hello Yamato. Vậy có thể vào server của Kuro bằng cách là chúng ta sẽ đi chúng ta vào Discord server của Kuro nè. Xong rồi sau đó là mình sẽ mọi người ở trong Void là sẽ có đưa link để mà cho mọi người vào server của Kuro nha. Hello Kuro, hello luôn các bạn Duy nè. Còn có cả bạn Bacon Online nữa nè. Cảm ơn bạn nhiều lắm đó vì đã đến buổi livestream của Kuro nha. Từ từ nha. Vừa cơ, Shin đã có giáp kim cương ở How? Ủa, làm cách nào Shin có giáp kim cương vậy? Hay thế là Shin. Wow. Cái Kuro cũng có giáp sắt luôn rồi nè. Từ từ nha anh em nha. Kuro vừa cơ. vấn đề của chúng ta bây giờ là ở đây chúng ta cái gì nó vừa mới đập Kuro vậy mọi người? Cái gì xuống nước đặt hai cái cửa hai bên hả? Có phải là đặt hai cái cửa ở hai bên hả? Hai cái cửa ở hai bên là sẽ sống hả? Ok. Ok. Ôi sói. No. Hero. Hóa ra là nãy là Kuro đã gặp là Hero Fry đó hả mọi người? Con trắng trắng hay là gì á? Kuro from a fog hả Kuro? Đúng rồi. Đây là mod from the fog nha tất cả các anh em nha. Hồi nãy bạn mua nhà nhưng mà diện tích nhỏ bị lời. Ui vừa là anh em cứu. Tên là qua xe có câu gì này? Hết cứu thiệt rồi. Có phải nào là bên chỗ của Shen đó có phải là con Hero Fry, có phải là nó hay là không vậy? Có phải là Hero Fry không? Nghi lắm nè. Ê, tụi gì vậy? Tụi gì vậy anh em? Ba là nó tên là Kuro sẽ ở một nơi bất kỳ hả? Quỷ treo cổ hả? Nó là quỷ treo cổ hả mọi người ha? Kuro, hello Tori. Cảm ơn bạn nhiều nay vì đã đưa chuyện của Kuro nha. Giờ sao đây? Life is not die trouble.
Nó vô được kìa. Nó vô được kìa, phải không anh em hả? Đập nó luôn rồi. Vừa cười có cả thân chết ở đây hả? Ok. Đắt cài à! Đắt cài à? Nghe là nghe đây là đắt cài lắm nè. Xe ra đằng sau đây để Kuro thử quật nó thử coi. Kuro muốn Hero Pride theo đuổi hay là không? Ở không. Câu trả lời là không rồi. Ok. Ủa? Ủa mà đập nó được nè. À, Andakai. À, Kuro đập được Andakai rồi nè. Ok. Ok, cứ đập thôi. Cứ đập thôi nào mọi người. Ok. Ok. Ok, cứ từ từ, cứ bình tĩnh nào. Ok. Ơ, cái gì vậy? Nhìn gì? Tin tao cho mày một cái không? Nhìn cái gì? Ôi! Skeleton ở đây nè! Ôi! Thôi xong rồi. Có cách nào để mà chúng ta có thể... Au! Còn có một cái gì nữa vậy? À, nó xét nó đánh nó ngay chỗ của mình được luôn hả? À! Nó biết bơi! Nó biết bơi mọi người à! Sao xe sống được hay quá vậy? Hay vậy xe. Cái con cây đeo lò. Nó biết bơi mọi người ơi. Hèn gì. Bởi thế tôi mới thấy có cái gì đó. Nó đã hơi bị sai sai ở đây rồi. Vô hại mà Kuro đánh chi vậy hả? Ủa là sao vậy? Ủa là sao vậy cơ? Từ từ nha anh em nha. Cứu. À. Thôi, Kuro vô hại mà Kuro đánh chi vậy? Con nào vô hại đâu? Con nào nó cũng muốn dí Kuro để mà nó quật Kuro à? Từ từ nha, mấy anh em nằm ở đâu hết trơn rồi nè. Great. Mấy anh em tên Kuro đi đâu vậy? Mấy anh em tên Kuro đi đâu vậy? What the fuck? Giờ Kuro chính thức hết đồ ăn rồi á. Từ từ nha. Ở đây là ở đâu vậy? Where the fuck am I? Kuro đang ở đâu thế? Kuro đang ở đâu vậy mọi người? Tới đây chịu hả? Hero Fry. Cái gì vậy? Nani Kuro? Từ từ nha. Kuro cảm thấy nơi này nó không hề an toàn một chút nào hết chứ. Động đất mọi người. Ok. Đây là Kuro nghĩ rằng là chắc là chỗ này là chúng ta sẽ an toàn rồi nhỉ. Ok. Thôi nào. Come on. Từ từ. Thôi. Tụi nó để trêu đùa Kuro kìa anh em ơi. Chết rồi. Kuro cũng là tưởng đâu chỗ này nó an toàn chứ. Hello Kuro mới game mà tí mà muốn out.
Ở đây cũng không có nước anh em ạ. Giờ sao đây? Giờ sao đây anh em? Hình như Kuro bị lại tê lên vào cái chỗ này rồi. Rồi nha anh em nha. Ở đây hả? Ở đây. Rồi ok, để Kuro trèo lên. Trèo lên nè. Rồi ok. Rồi tiếp nè. Đợt này là Kuro sẽ rút kinh nghiệm, Kuro sẽ Rồi đây. Sao chỗ nào tôi cũng phải chết hết trơn vậy anh em? Nãy giờ tôi chết biết bao nhiêu lần luôn rồi á. Ủa? Thế thì làm sao? Mà anh em làm sao vậy? Xem anh này chơi đây mà miết giải trí với Ơ kìa phải thắt xước. Cảm ơn bạn như nên vì đã đưa xuyên của Kuro nha. Nhưng mà Kuro không thấy Yui đâu. Ok. Sống rồi. Chúng ta sống rồi nhỉ? Sống rồi nhỉ, phải không anh em hả? Khi bạn chơi From the Fog không mà quên xem ngày. Bởi thế mới nói. Tôi điên mất thôi tất cả các anh em à. Ây da. Bây giờ Kuro chỉ còn có ở cái chỗ này là an toàn nhất đối với lại Kuro thôi. Mọi người, Kuro bị quái tấn công thì Kuro hãy cười á. Ok, 3 ngày rồi nhỉ? Ờ, 3 ngày chúng ta cùng nhau đi kiếm thức ăn đâu mọi người. Rồi, đi kiếm thức ăn nè. Đi lên, trồi lên. Nè mấy con creeper đây nha, bãi của em có mấy cái con màu nâu nâu ý hả? À, có phải là cái con cave, có phải là cái con cave đeo lò phải không hả em hả? Ừ, cô đâu vừa mới thấy nó xong nè. Rồi, lấy đồ ăn nè. Không là chúng ta sẽ chết đó mọi người. ok. Hả? Ủa gì vậy? Nói này cô đây. Hả? Từ từ. Kuro đang ở cái chỗ nào vậy? Từ từ, cái chỗ của Kuro là cái chỗ nào vậy? Anh nên teleport Kuro đi đâu vậy? Nhà an toàn trong này có chống được các thực thể không anh nhỉ? Không có chỗ nào nó an toàn hết đó em à. Hello. Lần nào cũng chết là tất cả các anh em à. Từ từ nha. Kuro lại bị teleport ở chỗ nào nữa rồi hả? Từ nha anh em nha. Kèo này. Chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta phải chạy thôi. Phải chạy. Chạy chính là con đường duy nhất rồi tất cả các anh em à. Để Kuro xem với coi nè. Để Kuro xem nè. Oh shit. Oh, chỗ này có nước nè. Ok, ngon là cần đào. Từ từ nha mọi người nha. Cắn giọt máu vô đi Kuro hả? Ủa từ từ khoan. Giọt máu có thể cắn được hả? Nãy giờ Kuro xài cắn giọt. Nãy giờ Kuro cắn ngoài mà đâu có được đâu. Kuro cắn ngoài không được tất cả các anh em à. Ủa đây là thôi xong rồi, được cục rồi anh em à. Chào mừng đến với series cắt để hẹo nhanh nhất của Kuro. Hello bạn FBI. Cảm ơn bạn nhiều lắm đó vì đã đến buổi livestream ngày hôm nay của Kuro nè. Tôi coi nào. Oh shit. Từ nha mọi người nha. Mình đang ở độ sâu bao nhiêu vậy? Âm 15 hả? Âm 15 hả anh em?
Từ từ nha. Con gì đây? Con gì đây? À, hóa ra mày chỉ là một con nhện à. Đây, tao cho mày. Tao cho mày chết. Ủa? Ủa thấy đâu vậy? Ôi không. Ôi nhện nó ở đâu vậy? Không thấy đường anh em à. Right. Thôi anh em đừng có teleport Kuro nha. Kuro biết có chỗ đó mà Kuro sống sót rồi nè. Cho nên là có chỗ để sống sót, Kuro có chỗ để sống sót rồi. Anh em mà chỉ là một kinh nghiệm. Ok, Kuro lúc lại lời nói. Nó không chỉ là một con nhện thôi đâu. Nó không chỉ là một con nhện, mà nó còn là một cái con nhện nó biết gây độc, và nó còn có thể gây chết người được nữa. Yeah. Ok. Đợi Kuro chứ. Để Kuro đi lấy đồ ăn, cái đã. Mình phải tìm cách để mà mình sống sót anh em mà, chứ không là chúng ta chết á. Ừ. Rồi, ok. Đi nè. Kiểu là mình sẽ tranh thủ 3 ngày á, là mình sẽ Kuro có vừa mới nghĩ ra một cái chiến lược, đó chính là 3 ngày chúng ta sẽ... Tôi chưa kịp nói hết câu mà. 3 ngày chúng ta sẽ đi trồng trọt, chúng ta đi kiếm đồ ăn. Xong rồi là ban đêm chúng ta sẽ trốn ban đêm chúng ta sẽ trốn tất cả các anh em mà. Từ từ nha anh em nha. Sao tôi cảm thấy nó có cái gì đó nó hơi bị bất an quá vậy trời. Cho em xin nào mấy anh ơi. Ok. Được rồi. Rồi tiếp nè. Ở đây. Rồi tiếp nè. Ấy, ai cứ teleport Kuro hoài vậy? Nữa rồi. Phải đi chạy rồi. Mấy anh em này chắc là đang thèm đói cần tên lắm nè, cho nên là mới thả Kuro ở chỗ này phải không vậy trời? Tôi thấy bài đề Kuro trốn thì chết cũng chục lần hả? Nó có trốn qua đây được không? Từ từ khoan nha, Kuro có một ý. Động đất nè. Rồi ok. Trốn như thế này gì? Rồi ok. Hú hồn. Giờ sao đây anh em? Chúng tôi đã bị kẹt rồi mọi người ơi. Từ từ. Gì nữa vậy? Ai thả Kuro đi đâu đấy? Trời ơi, tôi đã cố gắng, tôi đã trốn rồi. Ủa, alo? Hình như là cái rune nó có 7 à? Ủa alo, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa gì vậy? Gì vậy anh em? Ok, trap chest à? À! Đưa mê, trời ơi, ai biết đâu là 7 đâu. Tóm những cái chết xàm. Đó là tại mấy anh em gài Kuro ấy chứ. Ok thôi, chúng ta trồng xong rồi là chúng ta tranh thủ chúng ta làm đồ ăn á tất cả các anh em à. Ok rồi. Bánh mì viết sao không mọi người hả? Ủa bánh mì ghi sao? À đây rồi. Bánh mì nè, there we go. Ok. Ý, cảm ơn nhiều nha. Đâu để cô rồi. Để cô rồi. Vứt một cái nào ra đi nè. Ok, đây rồi. Rồi, cảm ơn người anh em nhiều. Cảm ơn người anh em nhiều nha. Đây, từ đợi cô đâu một chút nè. Rồi, đây. Ôi, từ nha mọi người nha. À đây rồi, xong rồi là chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh mì nè. Rồi, ok. There we go. Ủa nhưng mà là cách nào để mà mình có thể làm được hết đó hả mọi người hả? Ok, giờ giả dụ như thế đi. Rồi xong rồi là... Ủa? Làm cách nào để mà có thể làm được hết ta? Kuro quên mất tiêu rồi anh em à. Ok, được rồi.
Rồi, chúng ta đã có đồ ăn. Chúng ta đã có đồ ăn rồi anh em ạ. Đây để Kuro cũng sẽ chia bớt thôi cho bạn Dũng Soda nè. Ừ. Nhớ sống sót nha. Nhớ sống sót. Nhớ sống sót đó. Chuẩn bị buổi đêm rồi. Cho nên là chưa may mắn. Đừng ai nấy đi nha. Đừng ai nấy đi, đừng ai nấy đi. Bây giờ đừng ai nấy đi đi. Rồi ok, Kuro trốn rồi, Kuro chơi vậy thì khi nào mới xong hả? Tức coi như là chúng ta sẽ cùng nhau thử đàm quả thử thách 100 ngày. Đàm quả thử thách 100 ngày đi anh em. Oh, nó đây dí kìa, nó đây dí, nó đây dí, nó đây dí Kuro kìa anh em. Kìa. Đây rồi, đây rồi, đây. Au! Xét nó đánh. Ok, rồi. Ok. Bị sét đánh hả? No! Tôi tưởng đâu đường đó nó an toàn rồi. Tôi tưởng đâu đường đó nó an toàn rồi. Ok. Ủa alo. À rồi Kuro hiểu rồi. Hay là có khi nào đó là tại vì do là Kuro đã ở yên một chỗ. Tất cả các anh em mà xuống nước cũng chết. Đồ mẹ xuống nước nó cũng chết được nữa. Chứ Kuro nó có một buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn bạn Minh Vương. Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn đó. Kuro cũng sẽ chúc bạn có một buổi tối session của Kuro cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ tấu hài này. Và với lại là cũng đừng có cười Kuro mỗi khi mà Kuro chết nhé. Bị sét đánh đó. Trời ơi Cửa sắt bị sét đánh hả? Từ từ nha anh em nha. Hay là Kuro đã... Ý của Kuro đã hiểu rồi nè. Tức là rồi xong rồi vậy là tha em anh ơi. Au no man, sao tụi nó lại hả? Đâu tôi bị trượt chân, anh em mà không có gì, không có gì hết đâu. Đến 100 ngày mưa sẽ sấm sét liên tục hả? Ok, hiện tại là chúng ta đang ở ngày thứ mấy rồi hả? Anh em có cách nào để mà mình tính được ngày không? Hồi nha. Cúc. Mình bây giờ hiện tại là đang là ngày thứ bao nhiêu rồi đó hả mọi người hả? Làm cột thu lôi đi Kuro hả? Là thế nào để mà mình làm được cái cột thu lôi hả mọi người hả? Không cười, chỉ có lao thôi hả? Mấy anh em này cũng có ác lắm luôn á. Au! Rồi, nhảy xuống nước tiếp nào. Nhảy xuống nước tiếp từ cánh cửa. Ba đồng hả mọi người? Ok. God damn it. Ủa, tao xong rồi. Hấp hối rồi anh em à. Great. Kê để Kuro coi tự coi. Mình hiện tại là mình đang ở ngày thứ bao nhiêu rồi ha tất cả các anh em ha? Ngày 90 rồi Kuro hả? Ngon. Ngon. Ủa mà mọi người xem mấy ở đâu vậy? Nó đánh khá gần người chơi hả? Ngày 90 rồi kìa. Ủa là sao mọi người có thể nhìn thấy được cái ngày 90 nó nằm ở đâu vậy mọi người? Thử xem có ông nào mà không có kêu. Từ từ né hơi khó. Có nhưng mà phải có cái đồ xịn hả? À thì ra là như thế. Đâu rồi? Ngày thứ 90 hả? Ở đâu vậy? Anh em xem ở đâu được cũng hay quá vậy mọi người. Ngày 90 nè. Biome nè. Chân nè. Great. À đây, thấy rồi mọi người ơi. Nó đang ở ngày 90, nè mà nhưng mà trời ơi, sống xét liên tục luôn á tất cả. Oh. Kìa đi thôi. Oh. Trời ơi. Ôi. Oh no. Từ từ nha mọi người nha. Nữa hả? Đấy thử xem việc rằng là Kuro sẽ chết trong vòng bao lâu. Ba nó ở dưới.
Cứu Kuro nhé anh em à. Cứu Kuro. Cứu Kuro với. Nãy giờ toàn bị Shaq đánh xong cái chết à. Tí nữa ngỏng liền á mà Thiên Lôi bị e cho nên Shaq đánh rất nhiều hơn Kuro. Đợt này là Thiên Lôi nó bị, đợt này là Thiên Lôi nó bị ai chĩa rồi nè. Kuro đánh chắc cả nó là như thế tất cả các anh em à. Cái mod gì vậy? Đây là mod Man From The Fog nha. Đây là mod kinh dị của Minecraft này. Và cũng là một cái mod cực kỳ khó luôn. Ok, chúng ta sẽ an toàn ở đây chứ nhỉ. An toàn. An toàn không anh em? An toàn nhỉ? An toàn nhỉ? Is it safe? Is it safe here? Đi kiếm cái đi kiếm đồng đi hả? An toàn. An toàn. Chúng ta an toàn. Chúng ta an toàn rồi phải không hả mọi người hả? Chắc vậy. Dạ. Yeah. Ok, xin với handshake thì nó sẽ đánh không có nhiều hả? À rồi, ok ok, cô rồi hiểu rồi. Mình đang ở đâu thế? Where am I? Where am I? Where am I? Từ từ nha, nhưng mà quái kinh dị nó sẽ spawn nhiều hơn. À rồi, ok ok, cô rồi hiểu rồi cho tất cả các anh em nha. Từ từ đợi cô rồi một chút nha mọi người nha. Khối thạch nhũ hả? Ok. Rồi, bây giờ là chúng ta có bao nhiêu cái pickaxe đây mọi người nè. Rồi, xài cái pickaxe này đi. Ok. Ồ, ủa gì vậy? Nói nè. Nói nè cậu ra. Ui, nguyên một mỏ kim cương luôn nè. Nhưng mà tiếc rằng là chúng ta không có cái pickaxe sắt mọi người à. Từ từ nha. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở đâu vậy ta? Ở đâu vậy? Ôi, chỗ này rộng khiếp tất cả các anh em à. Damn it! Kuro sẽ làm lại, Kuro sẽ làm lại anh em à. Kuro đã tức. Kuro đã tức rồi, Kuro đã tức. Oh shit. Mình quên mất là Shaq nó đánh được cả ở trong nhà nữa. Thôi chạy thôi. Chạy thôi anh em à. Hết cắt rồi. Chẳng lẽ giờ mình phải làm cái crafty table nó cũng phải là ở dưới nước không vậy trời. Ok, đợi Kuro một chút nha. Cái cánh cửa của Kuro đâu? Kuro để đâu mất tiêu. À đây rồi. Rồi ok nha mọi người nha. Kuro ơi, biết gì không hả? Sao thế? Sao thế anh em? À đứa nào ra cái kim cương vậy hả? Không phải Kuro nha, không phải Kuro nha mọi người nha. Thiên Lôi chắc quý Kuro lắm á. Con Slenderman nó nhiều đến nỗi mà máy xe nó xanh lè luôn à. Great. Ok. Thôi không sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm cái crafting table sẵn. Xong rồi mình sẽ đặt nó ở ngay dưới nước luôn nha mọi người nha. Rồi đó chính là cái cách mà Kuro đang nghĩ đến á. Đây là một trong những cách duy nhất mà Kuro đang nghĩ đến rồi. Thiên Lôi nó thương Kuro lắm á. Không nha anh em nha. Cái quả Thiên Lôi này nó không hề yêu thương Kuro một chút nào cả. Nó chắc chắn đâu là nó đang muốn dí Kuro, nó đang muốn dí Kuro đến chết nè mọi người. Hello anh Kuro, hello bạn Hải nè. Cảm ơn bạn nhiều lắm đó vì đã đến buổi live stream của Kuro ở trên kênh Top Top nha. Ok. Làm một cái cánh cửa nè. Hả? Nữa hả? Mình lại bị teleport ở đâu nữa vậy? Khu này là khu Amethyst à? Khu Amethyst thì chắc chắn sẽ an toàn. Kuro nghĩ là như thế. À học xong. Tôi gì? Nữa hả? Thôi. Thôi nha tụi bay. Thôi nha. Hả? Từ từ nha mọi người nha. Oh my god. Cô đâu là Final U nữa mà chỉ sang làm Devil vậy. Cô đâu chơi phiên bản bao nhiêu vậy? Hello Duy Nguyễn nha. Hiện tại là cô đâu đang chơi ở phiên bản là 1.2, 1.1 nè.
Nó đang hồ cu lô kìa. Nó đang hồ cu lô kìa anh em. Hết hồn mọi người ơi. Ok. Từ từ nha. Để Kuro xây lại cái gì. Mình thà mình ở chung với mấy tụi này còn hơn là chạm trán phải cái con KDL đó. Ok đi nè. Đi nè anh em. Ok. Vậy thì chắc chắn sẽ an toàn rồi nhỉ. Ok. Hy vọng thế Kuro có thể là không biết đấy nha. Mà ở hàng Amethyst sẽ khá an toàn. Và trừ mấy con này, nó sẽ spawn nhiều hả? À, ok nha anh em nha. Đi săn nó luôn Kuro hả? Chúng ta hết đồ ăn rồi, làm sao mà chúng ta có thể đi săn tụi nó được tất cả các anh em hả? À, ngày chứ ngày tụi nó hả? Cầm đuốc lên hả? Yeah, ok. Từ từ nha. Halfway table nè. Ok. Xong rồi là... Ủa từ từ. Đuốc hả? Nhưng mà mình làm gì có chị... Mình không có cách nào đến mà mình làm đuốc được tất cả các anh em à. Trừ phi mình sẽ làm cái này tất cả các anh em à. Đang ngủ tự nhiên thấy con đừng nghe cái đầu vậy. Không có than. Chúng ta không có than anh em à. Nung gỗ lên hả? Ok anh em. Ôi Ok, go. Ok, phải ngủ như anh em. Rồi, ok. Rồi. Bạn có thể nghĩ ngơi bây giờ, cô ấy vẫn nó đang ở gần. No, fuck. Oh my god, damn you. Đó là nhìn Kuro kìa. Tụi nó đang nhìn Kuro kìa anh em. Trời ơi, ở chỗ Amethyst mặc dù là biết nó an toàn thì có, nhưng mà gặp mấy bọn này còn thấy còn kinh khủng hơn tất cả các anh em à. Một máu là bị dính tụi nó, hình như là không có sao hả? Giờ sao đây? Giờ sao đây anh em? Giờ sao đây? Oh shit. Động đất mọi người. Có cái đâu là chạy gì do là ở trên chỗ này. Tao biết tao xấu chết với mày luôn. Đưa mà. Đây là chỗ của tao. Chúng mày đi ra chỗ khác. Oh no. Tụi nó lại tới kìa anh em. Trời ơi, sợ thiệt anh em à. Hẹo là làm lại hả? Yeah. Ok. Ôi. Đường nào cũng chết thôi tất cả các anh em mà. Đu mi con quả cái con game gì mà sao mà nó cái sao
sao mà nó đắt lỡ, nó đắt đắt, nó bụng bụng, nó lờ mà quá vậy. What the hell? What the hell is that? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mọi người cùng nhau đợi Kuro một chút, mọi người cùng nhau đợi Kuro một chút nha. Kuro bất lực thiệt lắm luôn á. Tôi bất lực, tôi gục ngã, mọi người khổ râm thiệt. Đu mê game này nó khổ râm thiệt. Ngày thứ bao nhiêu rồi? Vẫn là ngày thứ 90 hả? What the fuck? Oh, Hero Fry. Oh, hello. Hello người anh em. Người anh em cũng chết hả? Người anh em cũng chết giống Kuro hả? Good morning Kuro. Đừng có good morning với Kuro. Chúng ta cùng nhau chết ở đây, sau cái chúng ta cùng nhau làm lại nè, phải không? Kuro đoán là như thế nè. Phổ thông là Orc đúng không? Em quên rồi. Kuro cũng quên. Hả? Món này là chỉ có anh em chơi chung mới được. Ah! Shit! Chạy 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 chạy. Đường nào cũng chết, đường nào cũng chết rồi. Tất cả các anh em chỉ lên chế độ hot luôn đi Kuro hả? Chế độ hot là Kuro sẽ chết khá là thường xuyên luôn đó nha tất cả các anh em. À hồi nào, hồi nào, hồi nào, hình như là càng những ngày về sau nó sẽ càng ngày càng khó đó mọi người, cho nên đó là lý do tại sao mà ôi tiếng trẻ con nữa nè, lại là tiếng trẻ con. Từ từ nha, từ từ nha anh em nha. Để Kuro làm một cái door xem nè. Cửa đâu rồi? Cửa đâu rồi? Đưa về! Quay! Anh da đen tới gan hả? Mở tới mới nói. Thôi Kuro nghĩ rằng là Kuro sẽ ở lại đây là an toàn nhất rồi nhỉ? Ở lại đây là an toàn, ở lại đây là an toàn rồi nhỉ? Phải không hả anh em hả? Có kim cương nè Kuro hả? Ngon là cành đào. Nhưng mà Kuro xài kim cương thì cũng đâu có làm. Kuro không có xài được kim cương, Kuro cũng không biết phải làm gì luôn á. Đi mai nãy giờ ạ. Ngon là cành đào. Tính là mấy anh em toàn đi mai không mà có mỗi mình Kuro là tại bị ăn hành không thôi à. Đi mai an toàn lắm Kuro hả? Tên là Kuro qua với. Kuro cũng muốn Kuro cũng muốn đi mai. Kuro cũng muốn đi mai. Ở cái gì? Gì vậy? Nãy giờ có mai đâu hả? Đó là Kuro không có đồ xịn hả? Bỏ ba lô lên đi Kuro hả? Ok. Oh shit. Vậy đi mai nè. Dạ. Dẫn Kuro đi mai, dẫn Kuro đi mai á. Ủa? Mấy anh em. À, hóa ra mấy anh em ở trên này hả? Hello Ligen. Hello Ligen. Hello Ligen. Từ từ nha, mấy anh em ở đâu vậy? Hóa ra mấy anh em sử dụng đường ở dưới nước hả? À rồi, Kuro hiểu rồi. Liệu tụi nó sẽ có spawn ở trên này hay là không ta? Hình như chắc là không đâu nhỉ? Chắc là không đâu nhỉ? Chắc không nhỉ? Chắc không nhỉ thôi tất cả các anh em ha. Bỏ đồ vô cái ba lô ý hả? À ok. Ok, Kuro cũng có được, cũng thu thập được cũng khá là nhiều đồ. Nhưng mà ok nha anh em nha. Nó bơi lên bắn nó xuống hả? À Kuro nhớ ra rồi, sao vậy? Nãy giờ không thấy có một con nào hả? Vậy là ở đây chúng ta an toàn. Ở đây chúng ta sẽ an toàn với công phân mọi người hả? Có chức năng chứng quyết được cho sự hay của game hả? Sao vậy? Gì vậy? Có một cái chức năng nó sẽ quyết định được sự hay của game hả? Nhưng mà nó sẽ là cái gì vậy anh em? Oh shit. Nãy giờ nó có ghim vào Kuro mà. Nãy giờ chúng nó có ghim vào Kuro mà mọi người ơi. Giờ thì chúng mày hết ghim vào Kuro rồi nha. Tuy là xuất hiện những thứ kỳ lạ cao hơn người khác hả? Ủa là sao? Nó sẽ có một cái gọi là target options. Nãy giờ cứ ghim vào Kuro nên tỷ lệ xuất hiện những thứ kỳ lạ nó cao hơn những người chơi khác, nên là đó là lý do đó. Nè Kuro. Hả? Đó là cái gì vậy? Kiếm sắt hả? Nice. Cái kiếm sắt đó làm được cái gì đó hả mọi người hả? Hạ loài chân đốt. À rồi, Kuro hiểu rồi. Tại Kuro gần nó nhất hả? Hello Kuro, hello bạn Nguyễn Hạnh nha. Cảm ơn bạn Jenny vì đã đến suy ngày hôm nay của Kuro nha. Ôi ôi
Má ơi, này là chắc chắn đâu là Kuro sẽ chết nè. Nếu như mà Kuro mà có rớt xuống á mọi người ơi. Nếu không có giờ cho Mob from the Fort nó mạnh lắm đó. Nãy giờ Kuro toàn bị ăn hành, giờ sống giờ chết nè. Ôi ôi, ok ok ok, Kuro cầm máu quỷ bằng tay trái đi hả? Yeah, đây, ok. Nhưng mà nếu như mà Kuro mà cầm máu quỷ bằng tay trái á thì là Kuro sẽ nói chung là nó không có tác dụng, nó không có tác dụng nếu như mà mình để nó ở bên tay trái mọi người ơi. Là an toàn giữ chế độ kim cương đi chứ hả? Ok 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 ok, để Kuro chế độ kim cương. Từ từ nha anh em nha, nó đang tới, nó này tới với con không mọi người hả? Ok đây, có cái quần à, có cái giày nè. À, ok ok, con lẻ lên lẻ lên lẻ lên lẻ lên lẻ lên nè. Ok, oh! Rồi cũng có cái mũ nữa, mũ đâu rồi, mũ đâu rồi, mũ đâu rồi, đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi. Rồi được rồi được rồi, ha lên luôn giờ. Đây rồi đây rồi anh em à, Kuro đã an toàn rồi. Họ là chưa. Nhưng chế con xong cũng kiếm dòng và sửa chữa hả? Dùng đồ dùng đồ kim cương hả? Oh shit. Nghĩa là không được hiệu ứng hả? Vừa rồi nghĩ là như thế tất cả các anh em à. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Giờ làm sao đây anh em? Wow, ui nhiều thịt quá vậy ta. Từ từ nha anh em nha. Ôi 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 ôi, giờ không biết sao, không biết sao luôn á tất cả các anh em à. Thôi thế thì là mình cứ để cho tụi nó, mình cứ để cho tụi nó đi đây thường không thôi mọi người ha. Nghe giọng bạn hay chị đây chắc cũng khoảng là U20 rồi hả? À, thật ra là Kuro, nếu như mà bạn mà gọi Kuro là U20 thì thật ra là cũng nửa đúng nửa không. Kuro đã 200 tuổi rồi này. Ah no! Chớm chớm lẹ, chớm lẹ chớm lẹ nữa anh em. Rồi 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 đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi. Ây à, được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi. Ai nãy giờ ai đã đập Kuro xuống vậy? Ôi nữa hả? Để tiếp tục đứng lại cho câu hỏi của bạn thì thật ra là Kuro là con trai á, nhưng mà giờ sao thì cũng cảm ơn bạn nhiều lắm đó vì đã ủng hộ cho Kuro cho. Ôi ôi sét đánh kìa. Oh shit. Má sét đánh liên tục, sét đánh liên tục. What the fuck is that? Tiếng gì nữa vậy? Combo đó mọi người. Tụi với mọi người nha. Tụi tại sao nó lại ở trên này? Why đưa nó xuống đưa nó xuống nè. Ok. Ờ đi nào. Ờ để Kuro đi lên. Để Kuro đi lên. Đi lên nào. Ok nè anh em nè. Sống rồi. Bây giờ chúng ta phải chạy rồi mọi người. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy? Nó giải thích thì chắc Kuro vẫn còn đang chưa hiểu hả? Nó kìa phải không anh em ha? Ở dưới không có đồ Kuro chưa nghe chuyện gì, riết là nó là bị nhiễm theo rồi. Ôi ơi, thôi đi, con trai giọng nói hả? Thật ra là đúng rồi nha các bạn à. Thật ra đó là tại vì sao? Ai đẩy Kuro xuống vậy? À, con vợ kìa.
đó là tại vì do Kuro không có bể tiếng được á, cho nên đó là lý do tại sao mà Kuro mới có quả giọng mà nửa nam nửa nữ giống hệt như là ngày hôm nay. Lại nửa kia, nửa kia anh em, nửa kia. Ôi, sao nó chạy đẻ quá vậy? Đẩy nó xuống. Ôi, nó chạy đẻ vậy? Ok. Mưa chưa xong mà, mưa vẫn còn chưa xong nữa, tất cả các anh em à. Mà có cách nào để khiến cho mưa nó hết không vậy mọi người? Khiếp thiệt luôn á. Baby John hả? Nó xưa xưa là 250 HP. Hay gì. Woo. Cơn mưa đi qua rồi. Yay. Được rồi. Lâu lắm rồi mới thấy có một kiếm map nó yên bình giống vậy, như là kiếm map như là ngày hôm nay. Bây giờ là Kuro mới hiểu lý do rồi á mọi người. Ngày bao nhiêu rồi Kuro? Hôm nay là ngày 91 rồi. Bây giờ Kuro ước chi trời nắng, nó có thể trời nắng như vậy mãi mãi tất cả các anh em à. Tôi ước gì trời nó có thể nắng để tôi còn có thể được tận hưởng một chút yên bình. Kuro xuống dưới chơi mấy con zombie với tôi không hả? Không nha. Không nha. Ước gì trời có thể nắng một chút mà. Chứ nãy giờ là chúng ta đã gặp phải quá là nhiều những con quái vật ở trong Man from the Fog rồi. Tôi chứ Kuro và nó đó sẽ là một trong những cái quả mod khó nhất mà Kuro từng chơi từ trước đến giờ. Nắng ấm xa dần, cơn mưa ngang qua. Yeah. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy anh em? Nó ở đâu vậy? Nó nè cô đấy. Ôi. Tôi hối hận rồi. Kuro đã không hối hận khi mà Kuro lựa chọn quyết định rằng là Kuro sẽ không có đi mọi người ơi. Đây rồi. Yên bình. Sự yên bình ngắn ngủi của chúng ta cuối cùng cũng là đây. Đây chính là sự yên bình tất cả các anh em ạ. Đây chúng ta gọi là sự yên bình. Sự yên bình trước khi có thêm một cơn bão nữa nó sẽ sắp tới. Nó sẽ sắp tới. Tôi ước gì tôi cũng có cái máy tính hả? Không sao đâu nha bạn nha. Thì là chúng ta sẽ cùng nhau tiết kiệm tiền nè. Xong rồi sau đó là mình là sẽ cho mình sẽ tiết kiệm tiền. Rồi xong rồi là mình sẽ khi nào mình đủ tiền rồi thì là mình sẽ mua một cái máy tính. Xong rồi là mình sẽ cùng nhau chơi chung với đội Kuro nha. Gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Nani Kuro. Đi chặt cổ đi Kuro. Ok. Chắc là đó sẽ là một cái công việc cực kỳ nhẹ nhàng nhỉ. Cái chặt gỗ vậy. Nhưng mà tại sao lại là Kuro cơ? Tại sao Kuro lại phải làm công việc chặt gỗ vậy? Why? Ok, ngon là cành đã. Rồi, đi chặt gỗ nào. Chặt gỗ nào. Anh em Kuro nghĩ rằng là đây sẽ là việc nhẹ, lương cao, nó sẽ không có một vấn đề gì hết chứ phải không ha tất cả các anh em ha? Sao nãy giờ không thấy anh Fox ta? Tại vì là nãy giờ là Kuro đã ở khu an toàn rồi tất cả các anh em à. Cho nên đó là lý do tại sao mà anh Fox nãy giờ không có xuất hiện ở ngay chỗ của Kuro. Nó là như thế mọi người. Với Even rồi hồi nãy bị sao? Oh my god. Lại nữa hả? Nữa kìa anh em. Oh shit. Thôi. Đi nào anh em. Đây nè. Đây rồi. Quay trở về lại căn cứ của chúng ta nào. Quay trở về lại căn cứ nào. Ở đây ai có đồ ăn không? Anh em ơi. Ai có đồ ăn không vậy? Trở thành mùa dạo cường tôi đã đi gần 10 cái lầy để mà chú. Tí thấy giờ Kuro thành đạt rồi nhưng mà thấy giờ Kuro đã thành đạt rồi nhưng mà vẫn bị bí hả? Là sao hả? Hơn bạn 1F42 hả? Ôi cái gì vậy?
Trời ơi, sét đánh tùm lum. Sét đánh mọi người. Ôi 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 ôi. Thứ nào nào người đường thả xu đáy xã hội vậy? Ôi, nhảy xuống đây. Ôi, xong rồi. Ôi, tôi xong rồi. Ôi ôi, anh phải ổn chứ. À. Chết rồi, còn tụi em không? À. Ok, Kuro hiểu rồi. Thiên Lôi bị ai chĩa đúng. Cái này là Kuro thề luôn. Quả Thiên Lôi đợt này nó bị ai chĩa đúng nghĩa đen luôn á. Mọi người lấy cầu thu đâu thu xét được không nhỉ? Kuro cũng không biết nữa. Kuro cũng không biết nữa mọi người. Chúng ta cùng nhau làm một cái cột thi, làm một cái cột thu lôi. Làm một cái cột thu lôi nè mọi người. Cột thu lôi hả? Cột thu lôi. Nó có tên là gì thôi mọi người hả? Tên chính xác thôi. Ôi tôi xong rồi. Kê đi nào. Ui, nó vẫn còn. Anh em ơi, nó vẫn còn ở trên kìa. Ở đâu rồi? Đâu rồi anh em? Đã thế còn mấy cái tụi quỷ quái này nữa chứ. Cơ đi lên nào. Lên nào. An toàn chưa vậy anh em? Lên đánh luôn, Kuro sợ à? Tất nhiên rồi, cái này là chắc chắn đâu. Là khả năng thắng của chúng ta sẽ là chắc chắn sẽ là bằng không nè. Hi, hello và chào Elan nha. Con mẹ From The Fox là con đen thui mắt trắng, nó có răng thua đó, đúng rồi. Nhưng mà con đó là mình đâu có thắng, mình cũng đâu có đánh thắng được nó đâu, phải không hả anh em hả? Ôi ôi, không xong rồi. Có một con quái. Ok, ở đây chắc là an toàn rồi nhỉ. Được mà dụ nó lên thuyền xong rồi là đánh nó hả? 100% đánh thắng khi mà mình chơi chế độ sáng tạo. À, ok. Con tròn yếu lắm mà Hồng. Hả? Ê, ai nói nó yếu anh em? À! Nó phát được không? À được rồi. Đây. Ok, đây. Ôi. Ok, được rồi. Nhảy xuống đi anh em ơi. Nhảy xuống. Oh my god. Tại sao nó lại to như thế này vậy? Tôi chơi bản có bị yên, tôi chơi bị yên. Nó có hero prize hả? Bản này nó cũng có hero prize vậy. Run hay là fire hả? Run đi mọi người. Đồ chúng con nó rồi. Ôi ơi hả? Đánh nó đi anh. Chạy thôi mọi người à. Hay là đánh nó luôn hả anh em? Ok, đánh nó luôn này. Ok, đây. Ok. Giờ cô đâu còn có chút máu hả? Ủa, nó đứng yên rồi. Ok. Hay là lắc luôn rồi. Adu, ok. Rút lại lời nói. Rút lại lời nói. Nó không vô hại. Nó bị lắc anh em ơi. Cố lên nào. Ô tô xong rồi. Đây nè. Ôi. Nó đạp xuống mặt đẹp của chúng ta rồi. No. Ligan đã bị giết bởi con Megatron nữa. Ôi. Còn đấy mà yếu mà có chậm máu hả? Cố lên nào anh em. Chậm tôi là tôi được lợi bút sức mạnh tôi đánh nó và phái là nó ngủ rồi hả? Cố lên nào anh em.
cố lên nào anh em. Nó được có mỗi là cái trâu hả? Rồi rất là hút quái lắm luôn. Lắc nữa rồi. Dạ, yeah, lắc nữa rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi. TVS nó lão quá. Cố lên, cố lên nào anh em. Coi coi cô nó có thể trụ được nửa cây máu cho trong bao lâu nè. Nice. Nữa hả? Trời ơi, ở đâu ra mà sao chúng mày có một đống quá vậy? No! Ok anh em ạ. Kuro nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đã qua đủ internet rồi phải không anh em ha? Hôm nay đã qua đủ cho một internet cho ngày hôm nay rồi. Kuro đã mệt mỏi. Tôi đã mệt mỏi rồi tất cả các anh em ạ. Bây giờ là Kuro muốn quay trở. Sau khi mà Kuro đã hoàn thành xong 100 ngày ở trong Man from the Fort nè. Bây giờ Kuro chỉ muốn trở về một cuộc sống bình thường mà thôi. Trời ơi, tôi đang khao khát một cuộc sống bình thường. Ai cũng muốn ước mơ giàu sang. Nhưng mà nó đéo phải cái cuộc sống này. Ai cũng muốn cuộc đời mình hắc co, nhưng mà cũng không phải là cái trường hợp này một chút nào cả. Chạy thôi mọi người ơi. Kê. Chắc hết rồi gì hết anh em. Ok, đi back room đi chân. Đi back room. Hải quay xe. Ok. Nghe nói Minecraft mới ra cái cây búa siêu bá đúng không anh? À hello bạn Sukoi. Cảm ơn bạn Như Nam vì đã đến xem ngày hôm nay của Kuro nha. Quay xe tiếp. Kuro vẫn chưa có biết nữa tất cả các anh em mà. Đó là mod kinh dị vậy thôi chứ thực ra là mod chơi hiếp râm tâm lý, không còn phải sợ cũng bị tâm thần nữa. Trời mẹ, chúng nó ở đâu ra mà chúng nó mục lắm vậy trời. Anh Phót nhớ tôi rồi. À! Sao đi đâu tôi không gặp nói vậy mọi người. Chút nữa là té xe. Hải, quay xe, cua gấp mà. Làm cái cửa đặt ở dưới hồ rồi xong rồi là mình núp ở dưới đó luôn hả? Ừ, cũng được hả? Ok. Nữa hả? Chứ phải ở đâu ra mà một đống như vậy? À! Đi xuống lẹ. Đi xuống lại nè, bye Kuro nha. Mám gây chấn thương tâm lý cực mạnh. Chấn thương tâm lý cực mạnh lắm luôn á chứ. Ok, ngồi lên thêm một chút nè. Tụi nó vẫn còn dí theo Kuro. Tất cả các anh em mà bye Kuro nha. Ảnh nhớ Kuro mà không. Không nhớ vô gì hết trơn nha. Ôi, nó vẫn dí tiếp anh em à. Kiếm chỗ núp là dùng lệnh đi Kuro hả? Ok 24 giờ bơi ở dưới nước hả? Thử coi. Mình thoát nó được chưa vậy mọi người? Ôi! Vẫn chưa thoát được hả? Kuro được theo đuổi. Ước được gặp Kuro ở trong Minecraft. Được chứ nha bạn nha.
xin đợi, xin đi nhờ, đi nhờ, đi nhờ, lẹ nào anh em, lẹ nào. Ok. Đó này dĩ Kuro, ở đây dĩ Kuro phải không anh em? Đâu rồi? Nó ở đâu tiếp nữa vậy? Tôi chưa thấy có một cái mod nào mà nó đi trốn con Kuro. Yeah, chúng ta hiện tại chúng ta cùng nhau đi trốn. Ah, shit, nó kìa anh em ơi, lẹ lên nè. Oh, come on. No! Great. Chưa một Kuro. Về là chỗ cũ luôn hả? Tại sao mọi người lại dắt Kuro về cái chỗ cũ vậy? Rồi, hôm nay là đã quá đủ cho internet ngày hôm nay rồi, tất cả các anh em à. Quá đủ cho một internet rồi thôi. Ok, thế thì là Kuro sẽ end stream ở đây cho mọi người nha. Thế thì là cảm ơn mọi người nhiều lắm đó vì đã đến stream ngày hôm nay của Kuro nè. Và Kuro cũng sẽ chúc cho mọi người có một buổi tối ngủ thật là ngon nha. Ok, không nè. À nói rồi, tao chào mày nè, được chưa? Con quỷ kia, mày lại đây. Mày ngước nhìn mày chào cái viewer một cái nào chứ đừng có mà dí tao giống hồi hôm qua nữa đó nha. À đúng rồi. Ôi, anh kia đâu mà cũng chưa đúng rồi, anh chào Kuro luôn kìa. Ok. Đây, chào anh chào một cái nè, chào anh chào một cái nè. Kuro đi đây. Từ nó đây dí Kuro một đống kìa. Ok, đi nào anh em. Ok, thôi nha anh em nha. Ôi, end stream nha mọi người nha. Bao nhiêu con đây? Nó đây dưới Kuro kìa mọi người. Ôi, mấy anh chào là cuối mà sao mấy anh nhiệt tình quá vậy? Ok, what the fuck? Bình tĩnh đi, mấy anh ai rồi cũng sẽ có được một spotlight để mà lên được camera thôi mà. Này ơi, ok, thôi em chết rồi, thôi em sẽ châm khí cái cơ thể này đây cho mấy anh luôn rồi nè. Fan của cô đó nhiều quá. Em stream cho anh em nha. Ok, see ya, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Đúng thiệt luôn á chứ. Tôi chưa thấy có một quả game nào mà nó ghê hơn quả game này. Sau cái buổi livestream ngày hôm nay, Kuro sẽ gỡ cái mod này ra cho mọi người nha. Ok, bye bye anh em, bye bye anh em nha. Thank you.